Hoa Vân ơi, có nhà không? Dạ, ba con đây nè ba. Rồi, nó có trong nhà con, dạ, vô em, vô em. 10 năm không gặp, tường tình đã cũ. Ba, ai đây? Ngồi xuống là nói. Đây ha, là Tuệ, bạn gái của ba. Còn đây là Hoa, con gái của anh á. Dạ, em chào chị. Ý, không có chị. Kêu mẹ. Còn không thì thôi cho phép kêu dì đi. Dạ con chào dì. Chào Thoa. Mình nghe anh kể về em nhiều lắm, nhưng mà không ngờ là em ở ngoài em trẻ hơn trong hình nữa đó. Dạ con cảm ơn dì nhiều. Đó thấy chưa, lại em nữa, không phải là con. Thấy con hoài dạ. Đẹp. Nhưng mà đẹp là cũng đúng, bởi vì anh đẹp trai mà. Anh đẹp trai thì ghen anh, con gái phải đẹp gái chứ đúng không? Này. Ủa rồi Văn đâu, chồng con đâu? Dạ trong bếp đó bà. Chồng ơi. Ơi. Ra đây. Dạ chào ba. Ở đây nè, xin giới thiệu với con, đây là Tuệ, bạn gái của ba. Còn đây là Văn, con rể của anh á. Nó là chồng của Thoa. Chồng, ngồi xuống. Chào Văn. Ngồi xuống đi con. Chào gì? Tuệ. Còn nếu không thì kêu gì đi. Kêu gì? Dì Tuệ. Chào dì Tuệ. Ủa hôm nay sao con sao vậy? Hơi mệt hả? Dạ không có gì. Chắc là làm bếp mệt chứ gì. Nếu mà làm bếp mà thấy mệt quá ha, làm đồ ăn mệt quá thì mình ra nhà hàng đi. Vợ con nói con nấu ăn hay hơn nhà hàng, đầu bếp nhà hàng 5 sao. Nhưng mà chắc vợ con tân bốc thôi chứ 5 xạo cũng có thể. Ba. Không, ba giữ thôi, nhưng mà thôi mệt quá đừng ở đây. Hôm nay ba mời ra nhà hàng nha, đừng nấu nướng gì hết ha. Nhưng mà chồng con mua đồ ăn quá trời luôn á ba. Mua hết hả? Dạ. Mua là... thì tùy, nếu sức khỏe mà thấy cũng còn nấu được thì ăn. Được không con? Văn. Chồng ơi. Văn. Hả? Ba hỏi anh xong không trả lời. Dạ, sao ba? Thì nếu con mệt quá thì khỏi nấu, không cần nấu đâu, mình ra ngoài ăn nha. Dạ không sao đâu. Dù sao con cũng mua đồ ăn đủ cho 4 người, với lại con nấu cũng sắp xong rồi. Thôi ba với lại vợ con với lại dì Tệ cứ ngồi chơi, con vô làm xíu là có ăn liền à. Thôi con vô trong. Ủa sao vậy? Thôi kệ hẳn đi ba. Sao nó không? Nó như nó bị ma ám hay gì mà nó cư xử. Ở đây nếu mà tệ lắm có kêu ma mân chứ đâu thể là sợ ma. Ba không sao đâu. Thôi giờ ba con mình nói cái vụ này nè. Ba. Sao mà ba quen sao hay vậy? Ba vụ sao mà được cái gì tệ mà đẹp gái mà dễ thương vậy vậy? Trời ơi đừng có nói chữ vụ làm ba mắc cỡ kìa. Làm sao mà vụ được? Người nào dễ vụ luôn hả? Bởi vì duyên trời cho. 10 năm rồi ba sống một mình rồi, tự nhiên người ta có cái bài hát đó, 10 năm không gặp vừa gặp là yêu đó. Với lại gì nè, thực sự thì cách đây 1 năm ba quen Tuệ là ngay cái lúc mà ba bị lên cơn đau tim. Ủa ba đau tim sao ba không nói với con? Trời ơi nói cho con rồi con lo lắng làm sao, nên ba giấu. Nhưng mà như vậy nè, bữa đó ba bị đau tim trong bãi xe á, dưới hầm xe luôn nha. Trời ơi xung quanh không có ai hết á, tự nhiên trời xuống đất khiến sao á, thấy Tuệ tới, cái Tuệ mới bồng ba lên. Trời ơi, cái người nhỏ xíu vậy nha. Ba bự vậy nè, mà bồng chạy trong cái hầm xe. Anh... chạy du luôn. Anh nói quá, em chỉ dìu anh thôi, làm sao em bồng anh nổi. Chắc lúc đó hoáng quá, không thấy mơ mơ màng màng. Thấy bưng gì đó, trong hồ mới thấy có bảo vệ. Có bảo vệ phụ tay, cái hai người đưa lên xe cấp cứu. Trời ơi, bữa đó mà không đưa lên xe cấp cứu kịp thời á, bây giờ ba lên thiên đàng rồi đó. Trời đất ơi, chị. Thiệt tình em cảm ơn chị rất là nhiều luôn á. Không có gì đâu. Nếu mà người khác người ta cũng sẽ làm như vậy. Mà cũng may là chị ở dưới quê từ nhỏ, chị làm ruộng rồi á, nên chị có sức khỏe chị mới dìu nổi ảnh đó. Trời ơi bây giờ thấy ba vậy cũng mừng lắm luôn á ba. Chị biết không? Gì chứ? Con quên. Con lỡ mày. Tuệ, cô định dở trò gì đây? Cậu Văn, cậu nói cái gì tôi không hiểu. Bớt diễn lại, lột mặt nạ ra đi. Diễn? Tôi nghĩ người lột mặt nạ chính là cậu mới đúng.
Tôi hiểu rồi. Chắc là cô định làm bồ nhí của ông Lâm để trả thù tôi đúng không? Nè nè, cậu ăn nói cho cẩn thận, cho đàng hoàng. Tôi sắp đăng ký kết hôn với ông Lâm, làm vợ chính thức của ông ấy, chứ không phải bồ nhí như cậu nói. Nè, cô giỏi quá ha. Sắp đăng ký kết hôn hả? Được, vậy thì cô ngoan ngoãn làm bồ nhí. Không, làm vợ bé của ổng đi. Cô mà dở trò gì á thì đừng có trách tôi. Dì ơi, dì... Dạ. Ủa, anh? Hả? À, hai người ra đây hả? À, ra nói chuyện thôi. Thôi, đi vô cho ăn trái cây với ba kìa, ba đợi. Vô, hai cháu mình vô. Dạ. Ăn chút cam. Anh với cô Tuệ đó biết nhau hả? Anh... Tôi thấy thái độ của anh á mấy ngày trước kỳ lắm nha. Ba hỏi á thì anh cứ trơ trơ người ra như vậy đó. Em á phải đánh chống lại với ba là thôi đừng có bận tâm đến chuyện này nữa. Anh với cô Tuệ đó có mối quan hệ gì với nhau đúng không? Cô ta là người yêu cũ của anh. Cái gì? Nhưng mà tụi anh chia tay nhau rồi, rồi sau đó anh mới quen em mà. Anh với cô ta quen nhau khi nào? Thì hồi thời đi học đại học á, còn dưới quê á. Nhưng mà chuyện nó cũng cũ rồi. Anh cũng không hiểu tại sao tự nhiên bây giờ lại có sự xuất hiện của cô ta ở đây nữa. Anh là cảm thấy lo lắng làm sao á. Lo hả? Anh lo hay là anh ghen? Anh còn tình cảm với cô ta đúng không? Em bị điên hả? Nghĩ sao anh còn tình cảm với cô ta? Em không cảm thấy là có một sự trùng hợp khác thường hả? Trùng hợp khác thường gì? Em chỉ thấy anh khác thường thôi đó. Không phải đâu. Cái cô Tuệ này không đơn giản như em nghĩ đâu. Cô ta là một người nhiều tính toán lắm. Cô ta ghê lắm. Anh đang nghĩ là có khi nào cô ta muốn trả thù anh vì anh chia tay cô ta không? Anh suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Em nghĩ không phải vậy đâu. Em thấy cái chuyện này á đã qua lâu lắm rồi. À, hay là anh làm gì có lỗi với cô ta đúng không? Không hả? Anh rất là tử tế nha. Anh chia tay cô ta là bởi vì hai đứa không hợp nhau nữa thôi. Ờ, vậy thì em thấy chuyện này có gì đâu. Cho nên là thôi kệ đi. Mai mốt á, cô Tệ về đây thì mình ráng cố gắng hòa hợp. Em thấy cũng ok mà. Sao mà hòa hợp được em? Em đang nghĩ gì trong đầu vậy? Tự nhiên bây giờ người yêu cũ của mình, giờ mình phải kêu bằng gì hả? Rồi gì? Dì ghẻ với lại con rể đã từng là người yêu nhau và sống chung nhau hả? Em thấy kỳ không? Trời ơi, sao vậy ngột ngạt lắm, không được đâu. Vậy bây giờ anh muốn em làm cái gì cho anh bây giờ? Hả? Anh nghĩ chắc là ba của em thấy sự mới mẻ tươi trẻ của ta thì thích vậy thôi. Còn cổ nữa, nhất định là cổ. Cổ đang dòm ngó tài sản gia nhà em. Bây giờ em phải tách hai người đó ra. Nếu không sớm muộn gì cô ta cũng sẽ hút sạch máu của ba em. Thôi đủ rồi, anh đừng có nói nữa. Em mệt lắm rồi, để em yên tĩnh. Hôm nay em hẹn chị ra đây có gì không? Tôi biết hết chuyện của chị rồi. Em biết hết. Nhưng mà em biết những gì? Thì chuyện của chị với chồng tôi ngày xưa đó. Vậy thì sao? Nè, chị đừng có tưởng tôi là một đứa con nít.
Tôi thừa biết ngày xưa chồng tôi bỏ chị, cho nên bây giờ chị âm hận quay về tiếp cận với ba tôi để phá vỡ tan nát cái gia đình của tôi chứ gì. Nói thiệt, lúc đầu khi mà biết tin Văn là con rể của anh Lâm, tôi còn chút hận cũ, muốn tìm để trả thù. Nhưng mà sau thời gian tiếp xúc với anh ấy, tôi nhận ra mình đã yêu anh ấy thật lòng. Anh ấy yêu thương tôi, chăm sóc tôi, chiều chuộng tôi, làm tôi phải suy nghĩ khác đi. Tôi không thể nào bất chấp mọi thứ để mà làm người yêu mình tổn thương, cho nên là tôi không bao giờ làm như vậy. Nếu như chị là một người có tấm lòng tốt và cao cả như vậy thì chị làm ơn buông tha cho gia đình của tôi đi. Nếu như cô không chịu biến mất thì tôi sẽ có cách làm cho cô biến khỏi mắt chúng tôi. Cách gì? Giống cái cách mà anh khiến con chúng ta biến mất không? Nè, cái gì? Cô mới gì nói gì? Cô mới gì nói cái gì? Không, cô ta bị điên đó, đừng tin lời cô ta. Tôi đã có thai với anh ấy vì muốn cưới cô, cho nên anh ấy đã đánh tôi, xô tôi ngã, làm tôi bị hư thai. Lúc đó cái thai đã được 5 tháng, khiến tôi bây giờ không thể nào sinh con được nữa. Chị, cô... Thôi, nghe nói nè. Chẳng qua là cô ta yêu anh không được, cô ta bị điên nên cô ta bị chuyện đó thôi. Cô nói đủ chưa? Anh đúng là một người đàn ông tồi, uổng công tôi tin yêu thương anh, vậy mà anh lỡ đối xử với tôi như vậy đó hả? Em đi làm sao vậy? Em là vợ anh mà, sao em không tin lời anh mà tin lời của ta? Cậu im đi. Ba, tôi nói cho cậu biết nha, chuyện quá khứ của cậu và Toại, thầy đã kể tôi nghe hết rồi. Tôi không ngờ cậu không thay đổi gì hết á, tính nào tật nấy. Một con người toan tính ích kỷ, chỉ lo nghĩ bản thân mình, không có nghĩ cảm nhận người khác, tổn thương người khác. Ba, không phải như vậy đâu ba. Khỏi, bản chất của cậu lộ ra hết rồi, cậu đừng có diễn ở đây nữa. Tôi nhất định người yêu của tôi phải bảo vệ. Nhưng mà... Và nhất định con gái của tôi cũng phải bảo vệ. Cậu không xứng đáng được nhận những tình cảm của người ta đâu. Nhưng mà còn con... Cậu đi đi. Ba, tôi không có một thằng rể như vậy nha. Mời cậu đi cho. Thôi anh im đi. Tôi cấm anh, đừng bao giờ gọi tên tôi nữa. Cô giỏi lắm.